Trong tập trước, nhóm Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên bắt đầu tiến vào không gian trùng động để lên đường đi Trung Châu. Tuy nhiên giữa đường, họ gặp phải không gian phong bạo với rất nhiều những khe nứt không gian, khiến tất cả phải chật vật đối phó. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Bỗng âm thanh rung lắc kịch liệt của thân thuyền bị phá vỡ, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên đều cả kinh, vội vàng ngước lên, sắc mặt nghiêm lại. Lúc đó, không xa phía trước, hai bên vách thông đạo không gian do không gian chi lực ngưng tụ mà thành cự nhiên giảm đi đáng kể, thậm chí chỉ cần liếc nhìn đều có thể thấy được hắc ám hư vô ở bên ngoài thông đạo. Sao lại thế này? Tiếng hô thất thanh từ trong khoang thuyền chợt vang lên. Tử Nghiên và Hân Lam đều chạy vội ra, ánh mắt đảo qua liền thấy được sự giảm đi của không gian chi lực trên vách thông đạo. Vách tường không gian nơi này chưa được chữa trị hoàn toàn, bị lực lượng bên ngoài thông đạo đánh vỡ sự cân bằng bên trong không gian trùng động. Hân Lam trầm giọng nói. Nghe vậy, đôi mày của Tiêu Viêm càng cao tít lại, nghiêng đầu nói với Tiểu Y Tiên, giảm tốc độ xuống, cẩn thận với hấp lực từ phía ngoài thông đạo không gian truyền vào. Sắc mặt Tiểu Y Tiên càng nghiêm nghị, đấu khí bàng bạc từ trong cơ thể tràn ra, bao bọc toàn bộ thân thuyền, sau đó nhanh chóng thúc đẩy thuyền không gian lướt tới nhanh như điện xẹt. Đây là không gian phong bạo sao? Quả nhiên là vô cùng khủng bố, mạnh mẽ kinh hồn, không gian chi lực cho dù là cường giả đấu tông đi chăng nữa cũng khó có thể thi triển ra được. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm phong bạo màu bạc như một loại cự mãng kia, chậm rãi nói, Tiêu Y Tiên, chuẩn bị xông tới, ngươi bảo vệ thân thuyền, ta cố gắng khống chế tốc độ. Ân, Tiểu Y Tiên gật đầu, không hề nhiều lời, thân hình mềm mại nhẹ nhàng phiêu bạt về phía sau, đấu khí bàng bạc, mạnh mẽ tuôn ra như phô thiên cái địa, chợt hóa thành một cự mãng khổng lồ chừng vài chục trượng ẩn hiện năng lượng màu nâu tím. Cự mãng bao vây kín mít xung quanh người, chợt ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng vang vọng, đi, Tử Nghiên, Hân Lam, các người bám chặt vào. Một tiếng quát khẽ từ miệng của Tiêu Viêm phát ra, chợt tay áo bào vung lên, một cỗ đấu khí hùng hậu tập trung rót vào bên trong không gian, cuối cùng hóa thành một cỗ lực đẩy hùng mãnh, làm cho thuyền không gian như tên rời khỏi cung, hưu một tiếng, như thiểm điện bay tới. Sau khi tốc độ đạt tới mức cao nhất, thuyền không gian có lẽ biến thành một mũi tên màu bạc nhàn nhạt, phía dưới chợt lóe, chính là sau khi vượt qua khoảng cách hơn ngàn thước, cuối cùng một đầu của nó đã đụng vào phong bạo màu bạc đang tàn phá bừa bãi kia. Thình thịch, thình thịch. Thuyền không gian vừa mới xông vào bên trong phong bạo, thân thuyền ngay lập tức lắc lư kịch liệt, thanh âm răng rắc không ngừng truyền ra. Bộ dạng như vậy, giống như loại thuyền cô độc bình thường đang chạy giữa cơn sóng thần của biển khơi, gặp phải hoàn cảnh thê thảm bị đánh sắp phải nát tan tành. Hư, một đạo không gian chi lực khổng lồ chừng hơn một trượng, giống như ngân xà, từ đỉnh đầu của nó bạo xạ ra, cuối cùng oanh kích ra khỏi miệng, nhất thời ngân mang bạo phát ra dữ dội. Ngay lúc ngân mang tuôn ra dữ dội, Tiêu Viêm đột nhiên nhận thấy cỗ hấp lực ở sau lưng mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, ngay lập tức trong lòng tràn đầy kinh hãi, cốt sực vỗ mạnh, đem hết sức lực hóa thành một quang thải màu bạch, cuối cùng phần đầu mạnh mẽ đụng vào ngân mang của cửa ra bên trong thông đạo. Thân hình Tiêu Viêm vừa mới tiếp xúc với ngân mang, đột nhiên biến mất, ngay lúc hắn tiêu thất, mảnh không gian này lại một lần nữa trở thành vùng đất chết, chỉ có những cơn không gian phong bạo khổng lồ, trên quảng trường có chút yên tĩnh. Đột nhiên một trận cuồng phong vô phương xuất hiện, từ chỗ sân rộng kia, một vòng sáng màu bạc di động hiện ra. Bóng dáng một chiếc thuyền xuất hiện như thiểm điện, chợt nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng từ trong đó rơi ra ba đạo thân ảnh cực kỳ chật vật. Ngay lúc ba người rơi xuống, vòng sáng bạc kia cũng từ từ tiêu tán. Tiêu Viêm đâu, hắn sao lại không đi ra ngoài? Thân thể vừa rơi xuống, Tiểu Y Tiên không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện, trong lòng đột nhiên thấy lạnh lẽo, vội vàng nói, hắn quả thật đã chạy ra ngoài, nhưng dường như đến thời điểm cuối cùng, vị trí không gian thông đạo bị thay đổi, cho nên có thể nói hắn bây giờ hẳn đã bị truyền tống đến một địa phương khác của Trung Châu, về phần chỗ kia là chỗ nào, ta cũng không rõ. Thanh âm Hân Lam ấp úng, làm cho thân thể hai người kia ngay lập tức từ cứng ngắc trở nên buông lỏng hơn. Nơi này là một vùng sa mạc rộng lớn chỉ có một màu vàng đỏ, từng cơn cuồng phong cuốn theo vô số hạt cát quét ngang qua sa mạc, tiếng gió rít gào như tiếng khóc than, trong mơ hồ lộ ra từng tia âm lãnh, phóng hết tầm mắt chỉ thấy một vùng hoang vắng, không một bóng người, chỉ có bão cát vô tận và tiếng gió khóc than. Tiêu Viêm bị lay tỉnh bởi một trận sốc nảy, loại sốc nảy này làm cho xương cốt hắn muốn tan vỡ, cơn đau khủng khiếp làm đầu óc hắn trở nên tỉnh táo lại. Tấm màn xe đột nhiên bị mở rộng ra, ánh mặt trời chói chang lập tức xuyên vào, một nam tử trung niên cường tráng hiện ra trong ánh mắt Tiêu Viêm, người đó thấy hắn đã tỉnh lại, liền nở một nụ cười chân chất nói, "Tiểu huynh đệ, người đã tỉnh à? Chúng ta là một sa đội tại phía Bắc hoang mạc, phát hiện ngươi đang nằm trong bụi cỏ, nhìn thấy thương thế của ngươi, cứ tưởng ngươi sẽ không qua khỏi." Không ngờ ngươi lại có thể thức tỉnh. Nam tử trung niên lại cười với Tiêu Viêm rồi nói tiếp, ta gọi là Hàn Trùng, là chấp sự của Hàn gia tại Thiên Bắc Thành, lần này có chút sự vụ trong người, phải từ phía Bắc đi ngang qua hoang mạc, do đó mới phát hiện ra tiểu huynh đệ, đa tạ Hàn Trùng đại ca ra tay cứu giúp, tiểu đệ là Tiêu Viêm. Nghe Hàn Trùng nói thế,
Trong lòng Tiêu Viêm liền nảy sinh sự cảm kích. Đúng rồi, Hàn Trùng đại ca, xin hỏi một chút, nơi này thuộc địa phận Trung Châu sao? Tiêu Viêm hơi chần chờ một lúc rồi mới hỏi, ân, nơi này là Trung Châu Bắc Vực. Hàn Trùng gật gật đầu, có chút kinh ngạc nói, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ không phải là người tại Trung Châu sao? Tiêu Viêm buông tiếng cười khổ, không che giấu điều gì, đem chuyện không gian trùng động đơn giản kể qua một lượt. Trong lúc Tiêu Viêm đang nói chuyện, một chiếc xe ngựa đang đóng chặt đột nhiên chậm rãi mở ra, bỗng một cái đùi ngọc thon dài mượt mà hiện ra trước ánh mắt Tiêu Viêm. Nữ tử lông mày như liễu, da thịt như tuyết, dáng người cao gầy, thân mặc tử sam, mà ở trong tử sam bao bọc dáng người có lồi có lõm, có vẻ vô cùng đầy đặn. Chẳng qua duy nhất không hoàn mỹ là trên gương mặt hơi lạnh lùng, đôi mắt đẹp nhìn quanh có thêm một loại cảm giác nghiêm khắc. Nhìn thấy Tiêu Viêm, sắc mặt nữ tử hòa hoãn lại, tùy tay vứt cho hắn một vật, nói, ta gọi là Hàn Tuyết, bây giờ là người quản lý xa đội, về sau có việc có thể tìm ta, nếu là biểu hiện người tốt, đợi khi đến Thiên Bắc Thành, ta có thể cho người gia nhập Hàn gia vệ đội. Nói xong, Hàn Tuyết liền lập tức đi qua bên cạnh Tiêu Viêm, sau đó đi vào trong trướng bồng của mình. Bỗng toàn bộ khe sâu trong giây lát trở nên run rẩy lên, chợt cây cối hai bên trở nên tấn sập, trong mơ hồ, lộ ra không ít hình ảnh cự mãng, chết tiệt vẫn bị phát hiện. Đi, nhìn thấy một màn này Hàn Trùng sắc mặt nhất thời trở nên khó coi hơn rất nhiều, phẫn nộ quát. Trong khi con đường bị lấp kín, xung quanh không ngừng vang lên những âm thanh xoàn xoạc, chợt hiện ra vô số đầu rắn lớn nhỏ, nhìn qua màu sắc thì tất cả đều là độc xà, tất cả đều chui ra, cuối cùng cả trước cả sau vây quanh thương đội, một đám ngốc tử, dưới mắt lão già mà lại dám lén đi qua. Sau khi tất cả vây quanh xa đội, chợt một tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên ở cuối chân trời. Một đạo thân ảnh xanh thẫm từ trên đỉnh khe sâu lao xuống, chỉ mấy hơi thở, liền xuất hiện bên trên xa đội. Thân ảnh hiện ra ở trên xa đội có chút quái dị, cơ thể là con người, có tư chi, trên da tay che kín chi chít những vảy, mà ở trên đầu lại là một cái đầu rắn. Hai con mắt nhỏ nhìn qua một lượt tất cả mọi người, trong mắt hiện ra một tia âm hàn cùng tàn nhẫn. Mặt khác, sau lưng con quái vật nửa người nửa xà này, lại có thêm một đôi cánh đấu khí màu xanh thẫm, đôi cánh hơi hơi vẫy động, lập tức một cỗ cuồng phong thổi khắp sơn cốc. Hạ Mãng cười lên quái dị, lưỡi rắn liếm liếm khóe miệng, ngón tay đột nhiên chỉ về phía xe Hàn Tuyết, cười dâm nói, để nàng lưu lại. Thanh âm Hạ Mãng vừa hạ xuống, đỉnh nắp thùng xe cũng trực tiếp nổ tung, chợt một bóng hình xinh đẹp lao ra, đứng ở trên mui xe, ánh mắt băng hàn nhìn Hạ Mãng ở trên bầu trời. Hắc hắc, con quỷ nhỏ, lấy thực lực đấu vương của ngươi, sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của đại gia ta chứ? Nhìn thấy Hàn Tuyết vọt tới, Hạ Mãng miệng cười hắc hắc, mở miệng một cái, một đạo đấu khí màu xanh biếc liền xuất hiện, cuối cùng nhanh như chớp nện lên trên thân kiếm, nhất thời trường kiếm lập tức nổ tung, mà thân mình Hàn Tuyết cũng lùi lại vài bước, mà gò má hồng thuận nhất thời có chút tái nhợt. Sự chênh lệch giữa đấu vương và đấu hoàng thật sự là quá lớn. Hạ thống lĩnh, chúng ta là người của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, nếu ngươi động thủ với chúng ta, chúng trưởng lão Hàn gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Hàn Tuyết bị nhục, Hàn Trung nhất thời phẫn nộ quát, kiệt kiệt, Hàn gia sao? Mặc dù có một ít lão gia hỏa, nhưng có thể khó dễ được ta sao? Đánh không lại ta không thể chạy sao? Chỉ cần đem tất cả các ngươi lưu lại, ai biết là ta xuất thủ với Hàn gia các ngươi. Hạ Mãng cười lên một tiếng quái dị, sau đó từ trên không trung hí lên một tiếng khác thường, mà theo âm thanh này vừa lan ra, chỉ thấy hai bên vô số độc xà, nhất thời hai mắt hàn quang chớp động, như một mũi tên lao về phía Hàn gia xa đội. Cảnh tượng rậm rạp như vậy, giống như một trận mưa rắn độc, nhìn qua có chút khủng bố. Quay mắt nhìn thấy số lượng độc xà công kích đông như vậy, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều hiện lên vẻ tuyệt vọng, hai tay nắm chặt vũ khí, chuẩn bị liều mạng đánh cược một lần. Độc xà kéo đến ùn ùn như muốn che lấp cả thiên không, mà những con độc xà này khi đến gần xa đội khoảng một trượng thì đột nhiên động lại, chợt bùm bùm hóa thành một đám hỏa cầu, ngắn ngủn trong nháy mắt liền biến thành một đống tro tàn, từ phía trên rơi xuống, không biết là vị cao nhân nào ở đây. Tại hạ Hạ Mãng, nếu có chỗ nào đắc tội, xin được lượng thứ, bất quá, chuyện hôm nay chính là việc riêng giữa ta và bọn người kia. Mong bằng hữu không nên nhúng tay vào. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.